Vâng, hôm nay Tùng Nguyễn Audio xin chào tất cả các bác. Hôm nay chương trình bán lẻ của em lại tiếp tục giới thiệu cho anh em. Em sẽ ship lẻ cho các bác khách một đôi bát, một đôi tép, một đôi phân tần. Còn có bác thì lấy sẽ lấy combo và lấy đẩy công suất. Thì ngày hôm nay thì ở đây là sẽ có một con đẩy PS Audio hàng chính hãng công ty là 450W một kênh. Một con đẩy LED Acoustic 550W một kênh. Next thì là thuộc về phân khúc giá rẻ, còn PS thì thuộc vào hệ phân khúc cao cấp các bác nhé. Và một chiếc bát súp 50 neo bi từ côn 125 từ neo bi bi được mạ chrome silly hàng chính hãng mẫu mới. Và một đôi bát 30 bm mẫu mới từ 107 côn 76. Một combo 40 giờ set thì có hai phân khúc để cho anh em cùng chọn. Từ 109 côn 76, kèn 750 giờ set, kèn 450 giờ set. Đây là đều là hệ kèn khủng. Kèn 450 kia là từ 140 cộng 4. Còn bình thường các dòng 450 khác chỉ có từ 120 thôi. Chỉ có riêng nhà Tùng Nguyễn Audio mới đang kèn khủng này cho anh em cùng chơi. Các bác cùng xem đây. Đây là phiên bản PS Audio có mã là TD450, 450W một kênh. Đây là dòng đẩy 2 kênh chạy mạch class H. Các bác nhé, đẩy này tiếng ra rất là sáng và hay. Mặt màu đen rất là sang trọng. Đấy, các bác nhìn mặt của nó rất là đẹp luôn. Đẩy PS, đây là một cục đẩy 2 kênh. Đánh các dòng loa full bass 30 như con BM này này là từ 107 côn 76 thì đánh các dòng đẩy này quá hợp lý. Hoặc là đánh các dòng loa BMB hoặc đánh các dòng loa BB 2 co 2 2 đôi đấy, ví dụ như thế. Một con đẩy LED phiên bản LED mặt phay nhôm màu trắng BL550. Con này thì giá bình dân và giá siêu rẻ luôn. Đấy. Con này thì là cái cấu hình này là đẩy LED này. Hàng đều full hộp anh em nhé. Đều full hộp mặt sau cục đẩy. Đấy, đây con đẩy LED này. BL550 550W trên một kênh. Đấy. Thì anh em có nhu cầu đến các sản phẩm ở đây hãy liên hệ trực tiếp cho em. Đấy, nhà em còn giao buôn giao đại lý rất là nhiều. Đấy thì tiếp tục là một chiếc bát súp 50 cho anh em đi làm sự kiện. Thì hôm nay đang có một cái là bán cho khen một khách lẻ này. Bác ấy về, bác ấy chơi này, oánh sự kiện này, Silly hàng chính hãng nha, 18LF508D, xương cá trẻ đôi, màng ở đằng sau sần. Con này dòng chạm nhún này. Đấy, trước kia thì nó dùng chạm cài thì nên Tùng Nguyễn Audio báo bên sản xuất là bên Việt Nam người ta không thích chạm cài đâu, nên nó phải làm chạm nhún vào. Đấy. Và con này đít 7 màu và đít của nó quá dày luôn, có 8 cái lỗ để tỏa khí tỏa nhiệt. Bi của nó được mạ chrome anh em nhé. Bi được mạ chrome. Đây này. Bi của nó được mạ chrome. Đấy, nhìn gấu chưa? Bi của nó được mạ chrome, côn 125. Dòng này thì vừa về và lên đường liên tục luôn, màng xích nhựa 6 cân vải tẩm dầu 3 cân, lón sần. Anh em nào làm sự kiện có nhu cầu quan tâm đến củ bát Neo Bi Silly côn 125 hãy liên hệ trực tiếp cho cửa hàng để đặt hàng nhé. Giá cực kỳ yêu thương. Và tiếp tục là đôi bát 30BM từ 170 côn 76 12BM 300H là loại hàng chính hãng. Chính hãng nhưng mà lại giá siêu rẻ. Anh em có nhu cầu quan tâm đến cái dòng này lấy về nhập về để bán hoặc là lắp loa cho khách nên nên nhé. Rồi con này của anh tiếng ca rất sáng và chắc tiếng. Dòng này em có 30 và 40. Còn đây là combo 40 giờ xếp đây. Mà xếp đi gần 3 gần đây. Từ 190 côn 76 đít nhọn viền xanh. Đấy, con này oánh tiếng trống rất là tốt. Côn 76 sẽ giúp cho ta ca sáng. Và đây là kèn 750 giờ xếp côn dây dẹt. Chạy mẫu phân tần có model là 006. 006 chạy hai chảy nhôm và có rất là nhiều tụ lọc. Còn anh em mà muốn, đây là khi anh em sử dụng loa full này, loa kéo giáp bộ này rất là hay. Còn khi các bác muốn chơi sang tép 450 thì đây là con tép rất là tuyệt vời. Từ 140 côn 44 loại củ kèn đen xoáy và củ to. Bình thường các loại củ khác là củ nó chỉ có từ 12 thôi, còn đây từ 14 cơ. Đấy, anh em có nhu cầu đến giờ xét mà nắp nhôm xoắn hình mùi khế mà từ 14 côn 14 hãy liên hệ cho em. Những bác nào mà đánh thiên về tiếng tép hay và khỏe lấy con này cho em. Con này tiếng rất hay và khỏe luôn. Đây là phân khúc cao cấp anh em nhé, phân khúc cao cấp. Đấy, hôm nay Tùng Nguyễn Audio giới thiệu cho anh em một số mẫu sản phẩm. Các bác có nhu cầu quan tâm lấy buôn, lấy giá sỉ, lấy lẻ hãy liên hệ trực tiếp cho em để đặt hàng các bác nhé.